Xin chào anh em, thì đây là cái video hướng dẫn đào Bitcoin miễn phí phần 2. Thì trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà đào Bitcoin trên cái website là FawcettPay và CoinPod. Thì mình nhắc lại một chút về cái video ngày hôm trước. Thì trong cái video phần đầu tiên thì mình đã hướng dẫn anh em cách để mà mình đào Bitcoin hay là những cái đồng altcoin khác bằng những cái website hay là những cái ứng dụng mà mình gọi đó là Void Bitcoin. Thì đối với những website này thì nó sẽ cho mình một lượng Bitcoin hoặc là một lượng coin khác khi mà mình thực hiện các nhiệm vụ như là mình xác minh captcha này hay là mình xem quảng cáo này đó. Thì ngày hôm nay cũng sẽ là những website như vậy. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em về một số cái nền tảng là FawcettPay và cái nền tảng là CoinPod. Mình sẽ có cái phần đầu tiên, đó chính là mình sẽ tìm hiểu về FawcettPay là gì. FawcettPay này á, nó là một cái ví tiền điện tử trung gian, và cái ví FawcettPay này được sử dụng để mà mình nhận các cái đồng coin như là đồng Bitcoin, ETH, đồng Litecoin, đồng Dogecoin đó. Thì một số cái website nó sẽ yêu cầu mình sử dụng cái ví này để mà khi mà mình kiếm Bitcoin ấy, thì mình sẽ rút Bitcoin đó về cái ví FawcettPay này đó. Và khi mà mình nhận được coin trên FawcettPay rồi ấy, thì mình mới có thể mình tiến hành mình rút về cái ví chính của mình được. Ngoài ngoài ra FawcettPay nó là một cái ví á, thì nó còn là một cái website, một cái nơi để giúp cho mình tổng hợp lại những cái website để mà đào coin miễn phí đó. Đó. Thì cái ví FawcettPay nó rất là thông dụng hiện nay, thì rất là nhiều người họ đang kiếm Bitcoin miễn phí ở trên này. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể cách để mà mình kiếm Bitcoin với cái web này như thế nào. Bên cạnh cái ví FawcettPay thì mình có thêm một cái ví khác nữa, đó chính là cái ví CoinPod. Ví CoinPod này cũng là một cái ví tiền điện tử trung gian, nó cũng giống như là FawcettPay vậy. Nó sẽ cho mình nhận các cái đồng coin như là đồng Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash hoặc là đồng Dogecoin, đó những cái đồng coin thông dụng đó. Tiếp theo thì anh em có thể thấy ở đây là một cái mô hình mà mình sẽ kiếm Bitcoin. Ở trên cái FawcettPay này nó là một cái ví để mà mình lưu trữ coin, một cái ví trung gian để mà mình lưu trữ coin. Trên này nó sẽ tổng hợp rất là nhiều cái website để mà mình kiếm coin. Đó, mình kiếm Bitcoin hay là mình kiếm ETH gì đó, đó những cái đồng coin đó. Thì mình sẽ vào những cái website đó, mình thực hiện các nhiệm vụ. Giống như trong cái phần 1 thì mình cũng đã nói rồi, một số cái nhiệm vụ như là mình sẽ phải xác minh captcha này, hoặc là mình xem quảng cáo này. Đó, hoặc là mình có thể mình click vào cái quảng cáo gì đó. Đó, đại khái là những cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Thì những cái website này á, người ta cũng sẽ trả cho mình một cái lượng coin tương ứng với nó, với những cái nhiệm vụ mình đã làm á. Đó. Thì những cái website này sẽ liên kết với cái ví FawcettPay. Thì cái website nó sẽ trả coin cho mình đó, về cái ví FawcettPay. Đó, từ cái web này á, nó sẽ trả về cái ví FawcettPay của mình. Đó. Thì khi mà mình có coin trên cái ví FawcettPay rồi á, thì lúc này thì mình sẽ bắt đầu mình rút từ cái FawcettPay này, mình rút về những cái ví của mình và những cái ví lưu trữ coin của mình này. Đó, mình có thể rút về cái ví blockchain này hoặc là cái ví Trust Wallet này. Đó. Thì thật ra cái cách này thì nó cũng tương tự như những cái cách mà mình đã hướng dẫn anh em trong những cái video trong cái phần đầu tiên thôi. Đó, đây cũng là những cái Void Bitcoin á, những cái website hay nó sẽ cung cấp cho mình một lượng Bitcoin nhất định khi mà mình thực hiện các nhiệm vụ đó. Nó cũng tương tự thôi, nhưng mà điều ở đây á là thay vì mình rút nó về trực tiếp á, mình trong phần 1 thì mình tham gia vào những cái website này thì mình có thể rút coin về trực tiếp luôn. Đó, nhưng mà ở đây thì nó sẽ yêu cầu mình thêm một bước nữa, đó là mình sẽ sử dụng cái ví FawcettPay này là một cái ví trung gian. Đó, thì có như vậy thôi. Đó, tức là mình nói là này, cái đầu tiên là mình sẽ có những cái website này để mà mình kiếm Bitcoin này hoặc là những cái đồng coin khác này. Đó. Khi mà mình thực hiện các nhiệm vụ á, như là mình xác minh captcha hay là mình xem quảng cáo gì đó, thì người ta sẽ trả cho mình một lượng coin tương ứng. Và cái đó thì mình có thể mình rút về cái ví FawcettPay. Đó. Và từ cái ví FawcettPay này là một cái ví trung gian này, mình sẽ rút coin từ cái ví FawcettPay này, mình rút về cái ví chất của mình hoặc là cái ví blockchain đó, những cái ví mình lưu trữ coin. Và khi mà mình có coin trên những cái ví chất hay là ví blockchain này rồi thì mình có thể đem lên sàn mình bán, hoặc là mình trade, hoặc là mình bán sang tiền Việt gì đó. Đó, thì đó là cái cách để mà mình kiếm coin ở trên những cái web FawcettPay này thôi. Thôi thì bước kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn anh em từng cái bước một để giúp mình có thể bắt đầu mình kiếm coin ở trên cái FawcettPay này. Mình sẽ có cái bước đầu tiên, đó là mình sẽ cần chuẩn bị những cái tài khoản. Đầu tiên là mình sẽ cần phải có một cái tài khoản FawcettPay, một cái ví FawcettPay này và một cái ví CoinPod. Cái thứ hai là mình sẽ có những cái ví lưu trữ Bitcoin.
Thì ở đây mình sẽ có cái ví blockchain. Cái này thì anh em sẽ chuẩn bị giúp mình cái ví blockchain này. Cái thứ ba là cái ví lưu trữ altcoin, những cái đồng coin khác thì mình có ví trust wallet. Như lúc nãy thì anh em đã nhìn thấy cái mô hình rồi, thì mình sẽ phải có một cái ví để mà mình lưu trữ coin, ví chính, mình gọi là cái ví chính nha. Ví dụ như cái ví blockchain này là cái ví chính của mình này, thì mình liên kết cái ví chính này với FastPay đó. Thì khi mà mình nhận được coin trên những cái website đó thì nó sẽ trả về FastPay của mình, và từ FastPay này thì mình sẽ rút nó về cái ví chính của mình thôi đó. Thì đó là cái cách để mình em có thể hiểu khi mà kiếm coin trên những cái web này. Rồi thì đó là ba cái tài khoản ví mà anh em cần chuẩn bị cho mình nha. Cái tài khoản thứ tư là mình cần phải có một cái tài khoản trên cái sàn giao dịch Binance đó. Thì khi mà mình đã có coin trên những cái ví rồi thì mình sẽ chuyển lên những cái sàn như là sàn Binance này để mình bán. Mình có thể trade coin trên này để mà mình kiếm tiền, hoặc là mình có thể bán coin mình kiếm được mình bán sang tiền Việt đó. Tất cả đều có trên cái sàn Binance này cả đó. Thì đó là bộ cái tài khoản mà anh em cần phải chuẩn bị cho mình, và mình đã có một số cái hướng dẫn để hướng dẫn cho anh em, những cái người mới bắt đầu tham gia vào cái thị trường này đó. Mình đã hướng dẫn cách tạo tài khoản này và cách sử dụng cái ví FastPay này đó, hoặc là những cái ví như là ví blockchain này như thế nào thì mình đã có hướng dẫn sẵn đó. Thì anh em chỉ cần vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả của cái video này thôi, thì mình đã có để đường link ở đó hướng dẫn cách để mà tạo tài khoản như thế nào này, cách sử dụng những cái loại ví như thế nào thì mình đã có hướng dẫn cụ thể hết rồi. Thì đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là thì mình sẽ tìm kiếm các cái website hay là những cái ứng dụng để mà chụp em có thể nào coi trên cái phần SetPay này. Rồi thì ở đây là một cái giao diện của cái trang chủ khi mà em đăng ký tài khoản thành công và em đăng nhập vô cái ví FastPay này. Bước kế đến là mình sẽ vào cái phần là user này đó. Cái phần này là cái bảng điều khiển của mình. Trên này sẽ là nơi mà nó sẽ hiển thị cho mình biết được là mình đang lưu trữ những cái loại coin nào này đó. Thì cái ví FastPay này sẽ hỗ trợ cho mình lưu trữ chín cái đồng coin đó. Thì anh em có thể thấy ở đây Bitcoin này, ETH này đó, Dogecoin, Litecoin, Tron và USDT này đó. Kèm theo đó là mình sẽ thấy được cái số dư đó. Ví dụ như đồng Bitcoin hiện tại mình đang có là 78.559 đồng 559 Satoshi đó. Tất cả thì nó sẽ hiển thị cho mình biết ở đây. Ở phía dưới thì mình sẽ thấy được là tổng số coin này, nó sẽ quy ra cho mình là cái số dư là bao nhiêu. À, hiện tại cái số dư trên cái ví của mình có là 23,16 đồng. Rồi, thì mình tổng hợp sơ qua một số cái như vậy đã. Thì bên cạnh cái phần user này thì mình sẽ có một cái phần nữa là phần link address. Phần này thì sẽ là nơi mà mình sẽ liên kết cái ví FastPay của mình với một cái ví chính. Như trong cái phần này này đó. Ví dụ như mình kiếm được coin trên FastPay và mình muốn rút coin về thì mình phải có một cái ví chính đó. Ví dụ như là mình lấy trên cái ví blockchain này chẳng hạn nha đó. Thì mình muốn rút coin từ cái FastPay về cái ví blockchain thì mình phải có một cái ví trên blockchain. Mình sẽ truy cập vào cái ví blockchain của mình này. Rồi, thì ở đây là giao diện của ví blockchain này. Mình đầu tiên thì mình lấy ví dụ nhá. Nếu mình muốn rút Bitcoin từ cái FastPay này á, đó, mình muốn kiếm Bitcoin từ cái FastPay thì mình phải có một cái địa chỉ ví để mà mình rút từ FastPay mình rút về. Thì ở đây thì mình sẽ liên kết cái ví blockchain, mình liên kết cái đồng Bitcoin này. Ở đây trên này thì mình sẽ lấy cái địa chỉ ví của cái đồng Bitcoin. Ở đây. Mình copy này. Sau đó nhiệm vụ của mình tiếp theo là mình phải liên kết cái ví này, mình liên kết ví blockchain này, mình liên kết với cái ví FastPay. Đó. Mình sẽ dán địa chỉ nó vào đây. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái đồng coin tương ứng. Ví dụ đây là mình đang liên kết cái địa chỉ của ví Bitcoin thì mình trên này thì mình phải kiếm cái ví mình phải kiếm cái đồng Bitcoin này. Đó. Còn những cái ví khác thì anh em cứ làm tương ứng nhé. Ví dụ như mình liên kết cái ví Ethereum này thì mình cứ chọn đây là Ethereum. Đó. Sau đó thì mình nhấn vào link. Rồi, mình kéo xuống phía dưới này thì mình sẽ thấy được là cái địa chỉ ví của mình nó sẽ nằm ở đây. Đó. Rồi. Thì ở đây là cái địa chỉ ví để mà mình sử dụng khi mình muốn kiếm Bitcoin trên cái ví FastPay. Đó. Rồi, thì đó là một số cái bước để mà mình bắt đầu. Cái bước thứ hai là mình sẽ tìm kiếm các cái website để mà mình đào coin ở trên cái ví FastPay này. Và trên cái giao diện ví FastPay thì anh em sẽ thấy một cái phần là cái phần end này này. Mình click vào đây. Mình sẽ thấy cái FastList, click vào cái FastList này giúp mình này.
Ở này á, cái này sẽ là nơi nó sẽ tổng hợp tất cả các tất cả các website để mà mình kiểm coi. Hiện tại mình đang sử dụng cái tab Bitcoin này, tức là đây nó sẽ tổng hợp cho mình biết những cái web nào mà kiếm cái đồng Bitcoin, thì nó sẽ tổng hợp ở đây hết. Cái tên website là gì này, nó đã trả cho người sử dụng là bao nhiêu bit này, đó, nó sẽ tổng hợp cho mình biết ở đây cả. Đấy. Thì nhiệm vụ của mình đó, là mình sẽ truy cập vô những cái website này, đó, mình truy cập vô những cái website này. Sau khi mà mình truy cập vô rồi á, thì mình cần phải đăng ký cái tài khoản. Đó, mình còn được thứ ba là sau khi mình tìm kiếm được cả website rồi á, thì mình sẽ đăng ký cái tài khoản. Sau đó mình bắt đầu mình kiểm coi. Đó, ở trong này thì nó sẽ cho mình rất là nhiều cái web. Đó, đây một cái list rất là dài luôn, nó có cái tab, nó có cái trang thứ hai đây này. Đó, thì mình muốn kiếm coin nào thì mình chỉ cần mình click vào cái tab tương ứng thôi. Ví dụ như mình kiếm Ethereum thì mình kiếm ETH nhé. Mình click vào cái tab ETH này, trong này thì nó sẽ tổng hợp rất nhiều cái web để mà mình kiếm ETH. Đó. Đó, rồi thì đó là cái bước thứ hai. Thì trong này nó sẽ cho mình rất là nhiều cái web. Thì trên cái blog của mình đó, thì mình cũng đã có một cái bài viết mà mình hướng dẫn anh em về cái ví Phantom Pay này. Thì ở trong này thì mình cũng đã tổng hợp một số cái web để mà mình kiểm coi ở trên Phantom Pay. Thì đối với mình là những cái web này là những cái web mà nó khá là uy tín và nó cho mình rất là nhiều coin. Đó. Thì ở trong này thì em có thể cập nhật ở cái bài viết này của mình hoặc là ở trên đây đều được cả. Đó. Rồi thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về cái web là Faucet Crypto này. Đó. Cái bước tiếp theo là mình khi mà mình kiếm được một cái trang như thế này rồi á, thì mình bước đầu tiên khi mà mình bắt đầu thì mình sẽ vô cho cái web này nha. Đó, mình đăng ký cái tài khoản. Đó. Sau khi mà mình đăng ký xong á, thì mình sẽ truy cập vô cái trang của nó. Đó. Rồi, thì đây là cái web mà mình sẽ kiếm coin này. Thì cái web này nó sẽ cho mình một số cái nhiệm vụ sau đây. Thì mình có thể bắt đầu mình kiếm coin này. Số 1 á, là mình có cái phần là ready to claim này. Cái này thì nó sẽ là cứ mỗi 40 phút á, thì mình sẽ có một cái lượt để mà mình nhận coin. Nhiệm vụ của mình á, là mình xác minh captcha thôi. Mình vào đây này, mình sẽ chờ trong 8 giây sau. Đó, mình chờ 8 giây này. Mình chờ xong cái thời gian này thì mình sẽ nhận được một lượt coin. Đó, mình sẽ nhận được một lượt là get reward này. Mình click vào đây. Đó, thì em sẽ nhận được một cái lượng điểm, và cái điểm đó nó sẽ quy cho mình thành cái lượng Satoshi tương ứng. Đó, thì mình sẽ thấy được cái, hiện tại là tài khoản của mình là đang có 21.000 Satoshi ở trên cái web này. Đó, thì đó là một trong số những cái nhiệm vụ của những cái web dạng như thế này. Cái thứ hai là mình có thể xem những cái quảng cáo này. Đó, mình kích vào cái tab BTC Ads này. Đó. Và mình có thể xem những cái quảng cáo này và mình đổi lại được những cái đồng mà những cái dạng Bitcoin là những cái Satoshi này. Đó, mình xem thì mình sẽ kiếm được 15 cái quảng cáo này, và mình có là 348 coin, và nó sẽ quy ra thành bao nhiêu Satoshi đó. Đó. Rồi, thì sau khi mà mình đã kiếm được số coin này rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình rút nó về. Và khi mà mình rút về á, thì mình phải vào cái mục là withdraw này. Đó. Đây, ở trong này là nơi mà mình sẽ rút coin về này. Nếu mà mình rút coin về á, ở trong này nó có phần là Bitcoin này, mình muốn rút Bitcoin về cái ví Faucet Pay này thì mình có thể rút ở đây. Mình sẽ lực vào cái tab Withdraw này. Đó. Thì cái Faucet Pay này nó sẽ cho mình hai cách để mà mình rút về. Một á, là cái Faucet Pay này thì mình có thể rút về bằng cái email. Đó, khi mà mình đăng ký cái tài khoản trên cái ví Faucet Pay này á, thì mình sẽ đăng ký bằng một cái email. Và mình sẽ rút về bằng cái email đó. Ví dụ đây là cái email mà mình đăng ký tài khoản FastPay này, thì mình sẽ rút về bằng cách là mình điền cái email của mình vào đây. Đó. Sau khi mà mình điền xong rồi thì mình sẽ nhập cái số lượng coin tương ứng thôi. Đó, mà mình rút về. Rồi thì đến với một cái ví dụ khác, thì đây là một cái con coin PayU. Hôm trước thì mình đã có giới thiệu đến em về cái web này rồi. Thì đây là một cái web để mình xem quảng cáo và mình kiếm Bitcoin. Thì cái web coin PayU này nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình rút coin về cái ví FastPay. Anh em sẽ vào cái lục withdraw này. Với cái web này thì mình sẽ có min rút của nó là 5.000 Satoshi, thì mình sẽ rút được về Bitcoin. Đó, mình rút Bitcoin về cái ví Faucet Pay. Thì anh em click giúp mình vào cái Faucet Pay này. Đó.
nhấn vào confirm. Cái này á thì mình sẽ phải điền cái địa chỉ ví Bitcoin của mình. Đó. Như lúc nãy á là mình vào phần link address này. Lúc nãy thì mình đã liên kết cái ví Bitcoin rồi. Đó. Thì này cái ví này này. Đó là mình phải lấy cái địa chỉ này. Đó. Sau đó thì mình sẽ dán nó vào đây. Đó, mình dán nó vào đây này. Đó. Thì khi mà mình rút coin thì mình sẽ rút về cái ví faucet pay và cái, đây là cái địa chỉ của mình thì nó sẽ rút về cái ví faucet pay của mình. Đây thì mình sẽ lấy cái ví dụ này. Đó. Thì đây là một trong số những cái ví Bitcoin trên faucet pay của mình này. Đó, mình copy lại mình dán nó vào đây. Đó. Đó, mình dán nó vào đây này. Rồi. Phía dưới thì mình sẽ nhập cái số lượng coin mình muốn rút bao nhiêu thì mình sẽ nhập này. Đó, sau đó thì mình sẽ thấy là nó có phí là 0 đồng này. Đó, và mình sẽ nhận được bao nhiêu đây. Đây mình sẽ nhận vào withdraw để mình rút về luôn. Nhận vào confirm này. Và đây khi mình em thực hiện cái lần xong thì nó sẽ vào cái cửa sổ chờ. Và cái này thì nó sẽ về trong khoảng tầm vài ngày tới. Đó. Ngày 12 tháng 8 thì nó sẽ về. Đó. Thì khi nó về thì nó sẽ về trên cái ví của mình. Đó thì nó sẽ tổng hợp lại số coin mình kiếm được ở đây. Đó. Thì mình lưu ý là hai cách để mình em rút coin này. Cái số 1 là nếu như mà họ yêu cầu mình cái email thì mình sẽ điền cái email mà mình đăng ký cái tài khoản FastPay. Đó. Cái thứ hai là nếu họ yêu cầu mình cái tài khoản và cái ví nhé, cái địa chỉ ví á, thì mình sẽ phải lấy cái địa chỉ ví đó, tương ứng với cái đồng coin nào đó. Ví dụ như mình rút Bitcoin thì mình sẽ liên kết cái địa chỉ ví Bitcoin, sau đó thì mình sẽ nhập cái địa chỉ ví này. Đó. Tương tự ở đây mình có cái ví Tron, đó, mình muốn kiếm Tron thì mình muốn rút Tron về cái ví Faucet Pay thì mình sẽ lấy cái địa chỉ ví này. Đó. Rồi. Rồi thì anh em cứ mình cứ tiến hành mình làm con cho những cái web còn lại nha. Anh em vào cái phần earn này, faucet list này. Đó. Đây là cái tab Bitcoin thôi, mình có những cái tab khác nữa. Nó sẽ tổng hợp lại cho mình những cái đồng coin khác. Ví dụ như mình kiếm Ethereum thì mình vào cái tab này nha. Mình kéo xuống là mình thấy rất là nhiều cái web ở đây. Đó thì anh em cứ bắt đầu mình tham gia trên những con web như thế này để mà mình kiếm coin thôi. Đó, nó sẽ có rất là nhiều này. Đấy. Mình thích cái đồng coin nào thì mình cứ click vào đó mà mình kiếm cái web tương ứng và mình làm. Rồi thì đó là cái bước thứ ba. Bước cuối cùng á, đó chính là khi mà mình làm kiểu đơn lẻ như vậy á thì mình kiếm á, số coin nó rất là ít. Đó, thì cũng như cái video phần thứ nhất rồi thì mình sẽ phải làm thế nào đó để mà mình nhân lên cái số coin mà mình kiếm được. Thì bằng cái cách thì mình sẽ đi tuyển rep. Cái cách này thì hôm trước thì mình đã có nói rồi, tức là anh em sẽ review lại cái web đó như thế nào này. Đó, cái cách đăng ký tài khoản, cách kiếm coin, cách rút tiền như thế nào đó thì mình sẽ review lại cho người khác họ làm. Thì khi mà họ làm và họ đăng ký tài khoản qua cái link của mình thì mình sẽ nhận được cái hoa hồng tùy theo mỗi cái web nó đưa ra đó, thông thường là khoảng 10%, 20%, 50% gì đó. Đó thì mình có càng nhiều rep thì nó sẽ cho mình càng nhiều cái số coin mà mình kiếm được thôi. Và trên cái faucet pay này nó có một cái rất là hay, đó chính là khi mà anh em giới thiệu người dùng á, họ đăng ký cái ví faucet pay của mình ấy. Đó. Anh em có thể thấy cái phần affiliate này. Thì ở đây á, là cái nơi mà mình có thể lấy cái link đi tuyển rep. Cái referral này. Tức là cái này thì lúc trước mình đã có nói rồi, ngày trước mình đã có nói rồi trong cái phần 1 á. Đó, ở trong này thì mình sẽ có một cái link. Đó. Thì khi mà anh em giới thiệu cái người mới họ đăng ký qua cái link của anh em. Đây là cái link này này. Đó, họ đăng ký tài khoản cái ví faucet pay và họ thực hiện cả cái hành động như là họ tham gia họ kiếm coin trên những cái web đó và họ kiếm được coin thì mình cũng sẽ nhận được cái phần trăm tiền hoa hồng từ cái việc mà họ nhận coin và họ rút coin đó. Cái này thì anh em có thể thấy là mình hiện tại đang có là 1511 người đó, 1500 rep nha. Và cái số coin mình nhận được á nó quy ra thành tiền á là khoảng tầm 66 đồng, 66 đô đó. Đó, như mà mình tưởng tượng nếu như mà mình mời được càng nhiều người á thì mình sẽ có được một cái nguồn thu nhập thụ động như mình. Đó. Rồi thì cái bằng cái hình thức là mình sẽ tuyển rep nhé, mình sẽ giới thiệu người dùng và khi mà họ có thu nhập thì mình cũng sẽ nhận được thu nhập và cái tiền hoa hồng đó, cái tiền coin hoa hồng đó thì nó sẽ về trực tiếp trên cái ví faucet pay của mình, trên cái tài khoản này của mình. Đó. Và khi mà mình đã có coin ở trên này rồi á thì mình cứ tiến hành mình rút coin về thôi. Cái cách rút coin nó rất rất là đơn giản. Ở trong này thì mình sẽ thấy cái số dư này, mình sẽ vào cái mục là withdraw, tức là mình rút tiền. Cái rút tiền này á thì mình sẽ có hai cái, thì mình sẽ chọn cái normal này, normal tức là mình rút bình thường thôi.
Cái này mình sẽ chọn cái đồng coin mà mình muốn rút này. Đó. Mình muốn rút cái đồng coin nào á thì mình cứ chọn cái đồng coin đó. Mình sẽ có cho mình hiển thị cho mình cái số dư mà mình muốn rút bao nhiêu thì mình cứ rút. Cái tiếp theo là mình sẽ chọn cái địa chỉ đó, mình muốn rút về cái ví nào, cái địa chỉ nào thì mình cứ chọn đấy thôi. Đó. Một withdraw amount thì mình sẽ chọn cái số coin hoặc là mình để all, tức là nó sẽ về toàn bộ luôn. Ở phía dưới này thì mình sẽ thấy cái phí rút tiền đó. Hiện tại thì cái giá Bit nó lên khá là cao, vì vậy nó sẽ mình phải tốn một khoản phí đó. Thì sau đó thì mình sẽ nhấn vào play play withdraw, nó sẽ về thôi. Cái này là tổng hợp lại cho mình là cái tài khoản của mình đã rút về bao nhiêu coin, cái loại coin gì thì nó sẽ có ở đây cả. Đó, mình đã làm một cái lệnh rút là 121 đồng Tron này, 500 đồng Dogecoin này, 81.000 Satoshi Bitcoin này, đó rất là nhiều đây. Đó, cái này là phần lớn đến từ những cái rep của mình. Đó, khi mà họ thực hiện một cái hành động gì đó trên này thì mình đều có coin cả, mình đều có tiền hoa hồng. Đấy. Rồi, ngoài ra thì những cái vị Faucet Pay này trên những cái web mà kiếm coin trên cái vị Faucet Pay này nó cũng có những cái chương trình tuyển rep riêng này. Mình lấy ví dụ là cái vị Coin Value đấy nha. Đó. Trên cái vị Coin Value này á thì nó sẽ có một cái chương trình affiliate riêng này. Đó. Tức là mình giới thiệu người dùng vào cái vị vào cái web Coin Value này mà họ kiếm được coin á thì mình cũng sẽ kiếm được cái phần trăm ở trong đó. Đó. Thì tức là mình sẽ làm được hai cái chương trình tuyển rep. Là cái rep một là mình sẽ giới thiệu người dùng họ đăng ký cái vị Faucet Pay này của mình. À, qua cái link của mình cũng sẽ có cái phần trăm hơn ở trong đó. Cái chương trình thứ hai là trên mỗi web là mình cũng đều có một cái chương trình tuyển rep riêng của nó. Thì mình cái này là một, cái này là hai. À, tất cả đều có những cái chương trình này cả. Đó. Thì mình vừa kiếm được phần trăm tuyển rep từ cái những cái web này và mình vừa kiếm được cái phần trăm tuyển rep từ bên cái vị Faucet Pay này nữa. Đó. Nó rất là nhiều cách để mà mình làm. Ở đây anh em có thể thấy ở cái phần user này, cái phần bảng điều khiển của mình đó. Ở trong này thì khi mà mình tuyển rep thì có những cái web đó, nó về trực tiếp trên cái vị của mình luôn. Đó. Những web này, ví dụ mình họ kiểm được mình kiểm được phần trăm thì nó sẽ chạy về cái vị của mình luôn. Đó. Nó cộng trực tiếp vào cái vị của mình. Đây thì nó sẽ mình thấy cái số dư của mình nó sẽ thay đổi dựa trên những cái người mà họ làm ở đây. Đó. Khi mà họ kiểm được thì nó sẽ cộng vào cái vị của mình. Đó. Thì về cách này á, cách tuyển rep này á thì anh em cần phải có cho mình là mình phải có một cái nền tảng, mình phải có một nền tảng, tức là mình phải có đây là một cái website chẳng hạn đó, hoặc là mình phải có một cái kênh YouTube. Thì đối với những cái người mới á thì mình khuyên là nên có một cái kênh YouTube để mà mình hướng dẫn cho này nhật cho nó tiền, tại vì cái kênh này á khi mình tạo thì mình không có tốn tiền đó, mình tạo và mình làm những video để mà mình review thì mình không có tốn tiền đó, nó rất là dễ dàng để mà mình kiếm view đó. Thì mình ví dụ như mình có một cái video mình có 1.000 view thì chỉ cần 10 người xem cái video đó và làm theo mình đó, thì mình đã có 10 rep rồi đó. Thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ làm cái gì đây, nhiệm vụ của mình đó là mình giả sử như mình tạo một kênh YouTube và mình làm cái video để mà mình review những cái web này đó, mình review về cái vị Faucet Pay này, cách đăng ký tài khoản đó, cách để mà kiếm coin trên này như thế nào đó, đối với những cái web đó, ví dụ như web CoinValue á thì mình hướng dẫn cách đăng ký tài khoản của web này, cách xem quảng cáo để mà mình kiếm coin này đó, rồi cách rút tiền như thế nào đó. Đó và sau đó thì mình sẽ lấy link để mà mình đi tuyển rep thôi đó. Thì trên một cái web đều có những cái chương trình tuyển rep cả và mình chỉ cần lấy cái link đó đó và mình dạng nó ở dưới cái phần mô tả của cái video của mình đó, đó thì mình upload lên trên kênh của mình. Thì khi mà người dùng á họ vào họ xem kênh của mình này, họ xem video đó và họ làm theo, họ đăng ký qua link của mình thì mình đã tuyển được rep rồi. Đấy. Rồi thì đó là hai cái nền tảng chủ yếu để giúp em có thể mà mình xây dựng một cái hệ thống mình tuyển được nhiều rep nha. Thì ở trong những cái video sắp tới á thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà mình tạo một cái website như thế nào, để mình xây dựng mình viết cái bài viết như thế nào để mà mình giới thiệu được nhiều người khác họ tham gia vào cái hệ thống của mình đó, tức là mình sẽ hướng dẫn họ một số cách để mà kiểm coi trên những cái web đó như thế nào, là mình viết một cái bài hướng dẫn như đó, nó mình đại loại như vậy đấy đó.
Và trong một vài cái video sắp tới thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cụ thể từng cái bước mình làm một cái kênh YouTube về cái hình thức mà affiliate marketing để mà mình kiếm Bitcoin như thế nào, thì mình cũng sẽ có những cái video trong thời gian sắp tới. Rồi, phần cuối cùng thì mình sẽ nói về cái ví Coinpot. Đây là một cái ví nó tương tự như cái ví FawcettPay. Đây là một cái ví nhận coin trung gian. Thì cái điểm khác biệt nhất của cái ví Coinpot này á, đó chính là nó có rất là ít cái web. Đó. Thì trên FawcettPay thì mình thấy rất nhiều web, thì trên này nó sẽ có 7 cái web thôi. Đó. Vì vậy á, thì đây là một cái phần mà nếu anh em nào muốn làm á, thì mình có thể sử dụng cái ví này để mà mình kiếm coin. Đó. Trên này thì nó sẽ có cho mình 7 cái web kiếm coin. Đó. Nó sẽ cho mình kiếm những cái đồng coin này, Bitcoin, Bitcoin Cash này, Dogecoin, Litecoin và đồng Dash. Thì cũng tương tự thôi, khi mà mình kiếm được coin trên những cái web đó thì mình có thể rút về cái ví Coinpot này, và khi mà mình đủ cái min rút á thì mình sẽ rút về những cái ví chính của mình á. Trong cái bài viết của mình, đây là một trong những cái bài viết mà mình tổng hợp lại các cái trang web để mình rút về cái ví Coinpot. Thì ở trong này thì mình đã hướng dẫn anh em từng cái bước một để mình làm cách, bước đầu tiên thì mình làm gì đây, mình tạo cái ví này đó. Sau đó thì mình sẽ có danh sách 7 cái web này. Đó. Thì mình sẽ tổng hợp lại ở đây, bao gồm là link này và cái hướng dẫn. Đó thì anh em có thể xem cái bài viết này. Thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả của video luôn. Thì nó đã hướng dẫn anh em cụ thể các cái bước để mà mình kiếm coin trên những cái web này rồi. Đó. Thì về cái web này á thì mình có thể mình làm thêm thôi, hoặc là mình có thể sử dụng những cái chương trình referral để mà mình tuyển rep để mà mình kiếm thêm coin trên những cái trang mà Coinpot này. Đó. Đó thì cái web này, cái ví Coinpot này á, thì về quy mô thì nó sẽ không bằng cái ví FawcettPay được. Vì vậy chủ yếu là anh em vẫn có thể kiếm coin trên cái ví FawcettPay là chính nha. Còn cái này thì anh em nào muốn thì mình có thể tham khảo để mình làm. Rồi, thì hy vọng là sau cái video này á thì anh em sẽ biết cách để mà mình tham gia vào cái ví FawcettPay và mình đào coin, mình đào được những cái đồng coin như Bitcoin, ETH ở trên cái ví này. Đó. Và cái cách chủ yếu ở đây á vẫn là mình sẽ đi tuyển rep đấy, mình sẽ hướng dẫn những người khác họ tham gia vào những cái web như thế này, họ kiếm được coin. Đó. Khi họ kiếm được coin thì mình cũng sẽ kiếm được cái phần trăm tiền hoa hồng ở trong đó đấy. Khi mà mình có được càng nhiều rep rồi á thì cái số coin mà mình kiếm được nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần đấy. Và đây mình sẽ nhắc lại là hai cái hình thức mà mình chủ yếu mình thường sử dụng á, là mình có thể tạo một cái website. Và đối với những người mới thì anh em có thể sử dụng cái kênh YouTube. Đó. YouTube thì mình làm rất là dễ dàng luôn. Đấy. Thì trong những cái video sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể về cái cách tạo website. Đó. Và cái cách để mà anh em tạo được một kênh YouTube mà mình quay những cái video bằng cái phần mềm gì thì mình sẽ nói trong những cái video sắp tới đó. Rồi, nếu như anh em học được cái bài học gì từ cái video này và anh em cảm thấy nó hữu ích thì đừng quên nhận giúp mình một like và một sub để ủng hộ kênh, cũng như là cập nhật thêm những cái phần tiếp theo trên kênh của mình nữa. Rồi, xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để mà theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới.